Đây. Và mạch máu này lại dĩ nhiên là mạch máu phổi. Thì mình kế tiếp. Thì ở đây là cái tàn bài mà tôi sẽ nói. Thứ nhất là đại cương và cái mục đích của cái bài này. Thứ hai là tuần hoàn phổi bình thường trên phim X quang ngược chuẩn. Trước khi mình nói đến cái gì bất thường thì mình phải nắm được cái bình thường lẽ nhiên. Cũng giống như là ngày xưa chúng ta là sinh viên, trước khi mình chúng ta học bệnh học, chúng ta học triệu chứng học rồi học bệnh học thì chúng ta phải học giải phẫu và sinh lý bình thường, phải không? Thì ở đây cũng vậy, chúng ta sẽ xem cái động mạch phổi, cái sự phân bố của cái động mạch phổi bình thường là như thế nào, thấy không? Rồi của tĩnh mạch phổi nữa. Thì sau đó qua cái mục 3 thì nó mới là đi vào cái thay đổi, thấy không? Về cái bất thường có nghĩa là tăng tuần hoàn phổi. Thì trong tăng tuần hoàn phổi thì có tăng tuần hoàn phổi chủ động và tăng tuần hoàn phổi thụ động. Và tôi nghĩ là chắc chắn là các anh chị cũng đã nghe, và có thể một số các anh chị biết, nhưng mà ở đây tôi nói rất là kỹ để tôi giải thích kỹ tại sao. Mục 4 là giảm tuần hoàn phổi thì là có tăng thì phải có giảm, thấy không? Thì trong cái giảm đó là giảm tuần hoàn phổi toàn diện, rồi thuyên tắc động mạch phổi, rồi tăng tuần hoàn phổi trung tâm và giảm ở ngoại biên. Rồi mục 5 là rò động tĩnh mạch. 6 là kết luận. 7 là tài liệu tham khảo. Thì cái hội chứng mạch máu á, là nó bao gồm các dấu hiệu liên quan của những thay đổi bệnh lý về số lượng, kích thước và vị trí của các mạch máu phổi. Hôm trước là tôi cũng có nói sơ về cái phần mà X quang của ngực, cái chữ X quang của ngực nghĩa là dùng theo kiểu tiếng Mỹ đó là chest X-ray. Thì tôi có nói là để có thể đọc một cái hình X quang ngực cho tốt thì chúng ta phải học 8 hội chứng, thấy không? Từ hội chứng thành ngực, hội chứng màng phổi, hội chứng trung thất, hội chứng phế nang, hội chứng mô kẽ, hội chứng phế quản, hội chứng mạch máu và hội chứng hen, syndrome Capitain. Thì cái hội chứng mà mạch máu này nó là một trong 8 cái đó. Thì khi mà chúng ta học xem về cái hội chứng này thì là lẽ nhiên là hội chứng là syndrome, thì nó là tập hợp nhiều triệu chứng là symptom. Thì trên lâm sàng thì nó có những cái triệu chứng, thấy không? Thì trên X quang nó có những cái, nó cũng có những cái triệu chứng X quang. Hay là mình thường mình gọi nó là dấu hiệu X quang, lesion hoặc angiologic. Thấy không? Thì lát nữa khi mà mình xem về cái hình ảnh bình thường của cái mạch máu phổi như thế nào, thì đến khi mà mình coi thấy có cái sự thay đổi về số lượng, về số lượng của mạch máu, cái số lượng đó nó có thể là tăng, nó có thể giảm. Về kích thước của mạch máu nó cũng có thể tăng, nó có thể giảm. Và về vị trí của nó có thể thay đổi. Thì những cái đó nó được xếp vào trong cái hội chứng. Một cái X quang ngực không phải chỉ để khảo sát các tổn thương phổi và màng phổi. Lẽ nhiên là tổn thương phổi và màng phổi là cái mà chúng ta thường xem. Nhưng nếu mà chúng ta biết khai thác thêm cái tuần hoàn phổi
thì nó sẽ giúp cho chúng ta nhiều, nhất là khi mà cái người bệnh này có vấn đề về tim mạch. Nó còn để khảo sát các thay đổi về huyết đồng học ảnh hưởng đến các buồng tim, trên các buồng tim và tuần hoàn phổi. Thế thì cái tiếp, đây là một cái hình X quang ngực, phải nói là chụp chuẩn đó, đạt ở cái chỗ gì? Thứ nhất đó là chụp ngay ngắn, thấy không? Đó, đây là cái gai sống, thì cái khoảng cách từ đây đến đầu trong này của cái xương đòn này bên phải của xương đòn bên trái là có thể nói là nó cân nhau, thấy không? Mặc dù nếu mà mình chi ly lắm đó, thì mình thấy là ở bên này nó hơi cách cái bờ trái của cuộc sống một chút, nhưng mà thôi như vậy là cũng là tốt quá rồi. Cái thứ hai đó là xương bả vai tách ra khỏi lồng ngực. Cái thứ ba là bệnh nhân hít vô đủ sâu. Đó. Rồi. Thì ở đây anh em thấy được những cái cấu trúc mà trắng mà nó tỏa ra từ cái rốn phổi, đó là mạch máu, phải không? Thường đó là động mạch, nhưng mà bên cạnh đó nó cũng có những cái tĩnh mạch. Nhưng mà cái việc mà phân biệt hai cái này nó phải nói là nó cũng khó, thấy không? Mình chỉ dựa vào những cái vị trí mà lát nữa chúng ta sẽ nói, mình dựa vào cái sự phân chia hay là hội tụ của các mạch máu mà mình sẽ đoán nó là động hay tĩnh, thấy không? Nhưng mà như là hôm trước tôi có nói, muốn chắc chắn nhất vẫn là bơm thuốc cảm quan. Thì để cái tiếp. Và đây là cái hình mà chúng ta đã nói rồi, tôi không có nói lại, đỡ mất thì giờ. Nhưng mà ở đây tôi muốn nhấn mạnh với các anh chị là cái đoạn mà động mạch phổi phải thường nó đi ngang so với lại cái động mạch phổi trái, nó leo lên trên này rồi nó mới đi xuống. Thì cái động mạch phổi phải nó cho ra cái nhánh động mạch phổi thùy trên, và ở đây là động mạch phổi trung gian, nó cho ra cái động mạch phổi thùy giữa và cái động mạch phổi thùy dưới. Cái này là thùy giữa và cái này là thùy dưới. Thì cái đoạn này động mạch phổi trung gian atrium pulmonaire intermedier, nó là cái đoạn mà chúng ta sẽ lưu ý, nghĩa là sẽ dùng nó rất nhiều. Thì để kế tiếp, thế thì cái vấn đề mà các anh chị coi cái hình X quang thì người ta nói như này, chúng ta có thể xem hệ thống động mạch phổi như một cột máu liên tục, vì tuần hoàn phổi giống như một cái bơm, nó có một cái lưu lượng là cao nhưng mà áp lực và kháng lực mạch máu thì là thấp. Bao nhiêu máu từ ngoại biên trở về thì đều lên phổi hết, phải không ạ? Cho nên cái lưu lượng của máu thì là cao, nhưng mà cái áp lực của cái mạch máu phổi là cái pressure
pneumonia đó, thấy không? Nó chỉ bằng khoảng độ 1/5. Nghĩa là nó khoảng độ 1/5 của cái áp lực của đại tuần hoàn thôi, nghĩa là của động mạch chủ. Chúng ta nhớ là động mạch chủ là, ví dụ như nói là khoảng 120, cái áp lực là 120mm thủy ngân, cái áp lực thời kỳ tâm thu. Thì cái động mạch cái phổi á, thì nó khoảng 25-30. Các chị thấy là nó khoảng độ 1/5. Còn cái kháng lực của mạch máu phổi nó cũng thấp so với cái kháng lực của ngoại biên. Do đó người ta coi nó giống như là một cái cột máu. Mà cái cột này khi mà cái người ta đứng thì là nước á, là nó đọng lại ở cái chỗ nào thấp nhất, thấy không? Cho nên người ta nói là nó phân bố theo trọng lực. Sự chênh lệch về áp suất giữa đỉnh và đáy phổi khoảng 30cm nước hoặc là 23mm thủy ngân. Đây là sự chênh lệch khá lớn ở hệ thống tuần hoàn phổi có áp lực thấp, thấy không, so với lại đại tuần hoàn. Xin mình kế tiếp. Đây là tôi lấy một cái hình của tác giả web. Đây là người ta vẽ cái phổi đây. Và người ta chia ra 3 phần đều nhau. Nghĩa là 1/3 giữa, 1/3 dưới, 1/3 giữa và 1/3 trên. Thì thật ra mình có thể là ở đây thì là để cho nó gọn lại. Nhưng mà các anh chị cứ nhớ là 3 phần. Thì ở đây là cái cột máu, phải không? Cái sự chênh lệch về áp suất ở đỉnh và ở đáy là 30cm nước, khoảng độ 30cm nước. Thế thì cái động mạch phổi ở đây các anh chị để ý nhé, biết PA nhỏ đó là áp suất của động mạch, pressão arterial. Hay là arterial pressure. PVPV là áp suất của tĩnh mạch. Còn PA mà A nhỏ, xin lỗi, A lớn đó, là A là alveolus, là của phế. Thì ở 1/3 dưới thì áp suất của động mạch lớn hơn áp suất của tĩnh mạch, lớn hơn áp suất của phế nang. Ở 1/3 giữa, áp suất của động mạch lớn hơn áp suất của phế nang, lớn hơn áp suất tĩnh mạch. Là cái zone tu đó, đấy là cái vùng 2. Còn cái vùng 3 là áp suất của phế nang lớn hơn áp suất của tĩnh mạch, của động mạch lớn hơn áp suất của tĩnh mạch. Thì ở đây mình có thể ghi nhận cái gì? Thứ nhất là áp suất động mạch luôn luôn lớn hơn áp suất của tĩnh mạch. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên, thấy không? Ở ba cái vùng này động mạch đều lớn hơn tĩnh mạch hết. Nhưng mà thêm một cái điểm nữa là áp suất của phế nang càng đi lên
thì nó càng cao, phải không? Ở đây ở vùng đáy thì áp suất phế nang thấp hơn áp suất của mạch máu đã động dẫn tính, nhưng mà ở 1/3 trên áp suất phế nang lớn hơn áp suất của mạch máu. Thì từ đó nó sẽ đi ra cái kết luận này, có nghĩa là ở 1/3 dưới, các anh chị để ý, đây là phế nang, trong khi ở 1/3 trên đây là phế nang. Thì ở đây á, ở trên này cái phế nang nó nở hơn là ở dưới đấy. Và chính vì nghĩa là cái áp suất của nó thấp hơn áp suất của động mạch và tĩnh mạch, thì cái mạch máu ở vùng đáy ở 1/3 dưới nó to hơn là ở 1/3 trên. Các anh chị thấy rõ ràng người ta vẽ đây là cái khẩu kính của mạch máu đây, thấy không? Xin hình kế tiếp. Các anh chị xem cái hình này trước. Cái hình này á cũng rất là hay. Những cái hình mà lục giác này đó, nó chính là tượng trưng, phải nói là tượng trưng cho những cái đơn vị. Lẽ nhiên là cái này thì người ta vẽ nó phóng đại rồi, nhưng mà tượng trưng cho những cái đơn vị phổi, nó gọi là tiểu thùy thứ cấp, nó gọi là secondary lobule. Cái tiểu thùy thứ cấp nó là một đơn vị phổi nhé, nó là một cái đơn vị phổi đó. Thì ở dưới này các anh chị thấy là các tiểu thùy phổi, cái tiểu thùy thì nó gồm nhiều phế nang trong đó. Thì các tiểu thùy phổi này ở phía dưới này này là nó không có nở bằng ở phía trên. Ở phía trên cái sự thông khí nó nhiều hơn so với là ở đấy. Nhưng mà các anh chị thấy được một cái điểm là cái vách giữa các tiểu thùy phổi này nó đậm hơn, nó dày hơn so với ở trên. Thì tạm người ta tượng trưng là mạch máu phổi á, nó nằm ở trong cái vách này, em nó to hơn, em nó to hơn, nó giãn hơn là so với ở trên. Thế nên ở đây anh chị thấy người ta nói ở đỉnh này thì cái áp suất ở trong cái màng phổi nó âm hơn, thấy không? Âm hơn là ở phía dưới, thấy không? Các phế nang nó lớn, thấy không? Áp suất ở trong mạch máu ở trên này nó thấp hơn là ở dưới đáy, cho nên vì vậy nó có cái nghĩa là cái flow á, gọi là cái flow, nghĩa là cái sự cái gọi là cái sự tuần hoàn, cái sự gọi là cái luồng máu mà nó đi ở phía trên đó là nó ít hơn ở phía dưới. Ở đây tôi mở một cái dấu ngoặc, tại vì nó có liên hệ và tôi thấy là cái này đó là người ta có nêu ra. Ví dụ như trong cái bệnh lao phổi, thường thường mình hay thấy nó nằm ở thùy trên. Ở thùy trên của thùy, nghĩa là phân thùy đỉnh của cái thùy trên, là
là phân thủy một đó. Thấy không? Các anh chị nhớ là ở phổi nó có bên phải nó có 3 thủy, bên trái nó có 2 thủy đúng không? Thì người ta đánh số thì ở trên thủy trên thì nó là phân thủy đỉnh, phân thủy sau và phân thủy trước nhé. Phân thủy đỉnh là số 1, phân thủy sau là số 2, phân thủy trước là số 3. Bên trái đó 1, 2 hợp với nhau thành một phân thủy, thì vi trùng lao nó thích nằm ở chỗ đó. Nó thích nằm ở phân thủy 1 và phân thủy 2. Và một cái chỗ nữa là ở cái đáy phổi thì nó có 5 phân thủy. Yeah, nó có 5 phân thủy. Thì cái phân thủy đỉnh của cái thủy dưới nó gọi là phân thủy Nelson, là phân thủy 6, cũng là cái vị trí mà vi trùng nó thích nằm, nghĩa là nó ở khoảng đây này, nó nằm, nghĩa là cái thủy dưới là nó nằm ở phía dưới này và nó có cái phân thủy đỉnh. Nhưng mà ở đây muốn nói là thường nó hay ở vùng đỉnh phổi hoặc là vùng dưới đòn, mình chụp hình nhìn thấy thì người ta có giải thích như này. Con vi trùng lao á là nó thích cái nơi thoáng mát, nhưng mà cái nơi đó đó là cái nghĩa là mình nói là nó thoáng và nó yên tĩnh, giống như là thích ở trên cái tầng cao, cái nhà ở trên cái lầu mà ở trên cao đó, thấy không? Nghĩa là coi như nó thoáng mà ít người quấy rầy. Thì cái chỗ này cũng vậy, nghĩa là cái sự thông khí nó nhiều nhưng mà cái tuần hoàn phổi thì là nó ít. Ở đây các anh chị coi cái hình này. Cái hình này nói lên cái gì? Ở đây là cái chỗ này á, cái trục tung và cái trục hoành đây. Thì cái trục hoành á là nói từ đáy đến đỉnh, phải không? Thì cái này đó, cái này là cái khoảng cách từ đáy đến đỉnh, còn cái này là cái blood flow, phải không? Cái sự lưu thông của máu tính bằng millilit mỗi một phút. Thì ở đây người ta vẽ cái đường biểu diễn là ở vùng đáy ấy, thì là cái sự thông lưu thông của máu nhiều, nhưng mà càng đi lên đỉnh ấy, nó càng ít đi. Xin được kế tiếp. Như vậy qua cái giải thích của Webster thì chúng ta sẽ hiểu được cái sự phân bố của mạch máu ở phổi nó như sau. Bây giờ ví dụ như là một người bình thường, thấy không? Ở trong tư thế đứng hoặc ngồi nhé, ngồi cũng là tính, thấy không? Cho nên thường đó, ở trong sách người ta gọi là erect position, có nghĩa là cái tư thế mà thẳng đứng là, thấy không? Cái tư thế mà thẳng, thấy không? Thì khi mà mình đứng hay là mình ngồi thì là cái sự chênh lệch về áp suất ở vùng đáy so với vùng đỉnh nó cũng là 30 cm nữa, thấy không? Thì đây người ta vẽ cái hình tượng trưng thôi. Động mạch phổi ở đáy có khẩu kính lớn hơn động mạch phổi ở đỉnh do tác dụng của trọng lực, thấy không? Tưởng tượng là như vậy đó, thấy không? Lẽ nhiên là cái hình này để có một tính cách tượng trưng thôi, giống như là cái
cái phổi là một cái túi đựng, nghĩa là đựng nước. Nhưng mà lẽ nhiên là nước đây nó là máu thôi. Khẩu kính động mạch phổi ở phần va dưới gấp đôi khẩu kính động mạch phổi ở phần va trên. Do cái gọi là cái tác động của trọng lực. Xin hình cái tiếp. Thế bây giờ nếu mà bây giờ một người được chụp hình trong cái tư thế nằm ngửa, một người được chụp hình ở trong tư thế nằm ngửa, ví dụ như cái người đó được chụp ở trong phòng săn sóc đặc biệt, thấy không? Mà trong cái tư thế mà gọi là trước sau nằm ngang phóng tia như thế này, thì lúc đó cái sự chênh lệch về áp suất giữa đỉnh và đáy không còn, và khẩu kính động mạch ở phần vai trên sẽ bằng phần vai dưới. Cái này là người ta đã nghiên cứu rồi, đã thấy như vậy. Còn nếu mà bây giờ một cái người khỏe mạnh, người ta đã làm rồi, thấy không? Có cái khả năng mà trồng cây chuối, nghĩa là trồng cây chuối là lộn đầu hai chân lên mà giữ được một thời gian cũng vài phút, thì nhất là những người mà làm siếc, thấy không? Đây là người ta làm một cái em chụp một cái ngực mà bằng cái máy MSCT 16 giấy đầu dò, thì có chích thuốc cản quang và người ta tái tạo lại theo cái hình coronal section, thấy không? Thế là tái tạo theo cái hình gọi là hình mặt bằng chán hay mặt bằng vành. Người ta khảo sát toàn bộ động lực trong vòng 10 giây đồng hồ thôi nhá. Thế là chỉ cần chụp trong vòng 10 giây đồng hồ là sau đó là có thể ra được những cái hình mà sau đó là tái tạo lại. Thì đây là của một cái người bệnh nhân 56 tuổi đó, mà cái mạch máu phổi bình thường, thấy không? Thì đây là cái sự phân bố của mạch máu, thấy không? Xin hình kế tiếp. Bây giờ em có thể trở lại cho tôi cái hình chuẩn lúc đầu tiên không ạ? Nghĩa là coi như là có cái hình X quang. Ok, đây là đó, hình này. Đó thì đây là cái hình mà mình thường thấy, thấy không? Lúc mà mình chụp một cái người, cái hình của một người bình thường, thì cái mạch máu phổi ở vùng dưới, thứ nhất là nó nhiều hơn, thứ hai nhiều hơn về số lượng, thứ hai là cái sự phân bố do cái trọng lực. Tại vì người bệnh nhân được chụp trong tư thế đứng mà, thì cái khẩu kính ở đây nó gấp đôi khẩu kính ở phía trên nhé. Trở lại cái hình vừa rồi, như vậy là đứng về phương tiện, được rồi em, nghe tiếp. Như vậy là đứng về phương tiện mà gọi là cái tuần hoàn phổi bình thường, thì cái mà mình vừa bàn từ đầu giờ tới giờ là mình bàn theo cái chiều cao, phải không? Cái chiều cao của đồng ngực. Bây giờ mình sẽ bàn theo cái chiều rộng, phải không? Từ trong ra ngoài. Xin hình kế tiếp này. Bây giờ phân bố từ trung tâm ra đến ngoại vi, thì các động mạch phổi thường thấy rõ ở hai rốn phổi và giảm dần khẩu kính khi ra ngoại vi. Cái đó ai cũng biết, phải không?
càng đi xa ra ngoài xa thì nó càng nhỏ đi, giống như là một cái cành cây vậy đó, thấy không? Nó từ cái gốc, thấy không? Nó đi ra thì từ từ nó sẽ nhỏ, thấy không? Và tận cùng bằng những cái lá chẳng hạn. Phần gốc của động mạch phổi hai bên thường không xác định được vì chúng nằm ở trong trung thất. Thì mình kể tiếp. Lúc nãy cái hình mà tôi nói là cái hình chuẩn đó, cái X-quang ngực chuẩn đó, thì các anh chị để ý, nếu mà mình không có bơm thuốc cản quang thì cái phần này làm sao mà mình thấy được, đúng chưa? Cái phần này của cái động mạch phổi phải mà sao mình thấy được? Cái động mạch phổi trái thì nó vòng lên và nó đi xuống, thấy không? Nó phân ra thì một phần cái động mạch phổi trái mình chẳng thấy, khó thấy hơn bên phải nữa. Tại sao? Là tại vì nó trùng vào trong cái bóng của tim. Còn ở đây là một cái hình gọi là angiography, chụp mạch máu vi tính xóa nền. Các anh chị thấy là cái catheter đi theo cái động mạch, xin lỗi, theo cái tĩnh mạch cánh tay đi vòng qua đây, vào cái tĩnh mạch chủ trên, đi vào tĩnh mạch vào nhĩ phải, vào thất phải và lên đến động mạch phổi và nó ngưng ở khoảng đây. Rồi người ta bơm thuốc cản quang thì cái này là nó thuận dòng. Do đó mà những cái nhánh của cái động mạch phổi nó hiện lên rất là đẹp, thấy không? Rồi sau đó người ta xóa mờ, làm mờ đi những cái xương sườn, làm mờ đi bóng của tim đó. Thì lúc đó người ta chỉ giữ lại cái hình ảnh của mạch máu phổi thôi, cho nên mình mới thấy nó hình ảnh nó như vậy. Ngày xưa khi mà chưa cái vi tính nó chưa phát triển thì người ta đâu có chụp được cái kiểu này, nghĩa là người ta thấy được quả tim, người ta thấy được cái xương sườn vân vân và mạch máu lấy, tuy nhiên người ta thấy nhờ nó cảm quan hơn, nhưng mà nó không thể nào rõ như kiểu này được. Bây giờ có vi tính người ta làm sao? Chụp trước hết một cái hình thường như cái hình mà chuẩn lúc nãy, rồi sau đó người ta chụp lại một cái hình khác mà có chích thuốc. Cái xong rồi người ta lấy hai cái hình đó, dùng vi tính lấy hình sau trừ hình trước, nó ra cái hình này, vậy thôi. Nó gọi là DSD, Digital Subtraction Angiography. Nhưng mà ở đây người ta vẫn để theo cái kiểu nó gọi là negative, hình âm bản. Có nghĩa là ở trong này cái thuốc cản quang nó màu trắng. Nhưng mà nếu mà cái DSD mà người ta thường dùng á, là nó màu đen đó. Màu đen nó là dương bạc. Thì các anh chị sẽ thấy được những cái hình đó đúng nghĩa trong những cái mà làm CT mạch vành á. Để rồi chúng ta sẽ có những cái hình minh họa sau. Thì đây anh chị thấy đây, động mạch phổi phải nhá, ra đây động mạch phổi thủy trên, rồi một cái đoạn này nó là động mạch phổi trung gian này, và chúng ta sẽ đo cái khẩu kính của động mạch phổi trung gian. Lát nữa chúng ta sẽ nói nó có một cái giá trị rất lớn. Rồi sau đó ở đây là động mạch phổi thủy giữa và động mạch phổi thủy dưới. Thì mấy cái hình này
cái hình này là cái hình mà người ta dùng CT, người ta tái tạo theo kiểu 3 chiều. Rồi cái này là cái mà ghi chú thôi. Chúng ta qua đi. Thế bây giờ để ứng dụng, bây giờ để ứng dụng thì người ta sẽ đo cái bề rộng của cái động mạch phổi trung gian, thấy không? Thì cái động mạch phổi trung gian chia ra động mạch phổi thùy giữa và động mạch phổi thùy dưới, như là lúc nãy các anh em có coi cái hình để đi qua. Thường nằm ở khoảng liên sườn thứ 8 đằng sau bên phải. Nếu mà các anh chị chụp cái hình X-quang ngực thì nó nằm ở khoảng liên sườn thứ 8 đằng sau bên phải. Để lát nữa mình sẽ dở lại cái hình, cái hình mà chuẩn đó, lát nữa mình sẽ coi lại. Thì người ta tính ra ở nam giới đó, là cái khoảng này là 10 đến 15 ly. Ở nữ giới đó, là 9 tới 14 ly, nghĩa là nó hơi nhỏ hơn một chút xíu. Cho nên nếu mà cái đoạn này mà nó lớn hơn 15 ly thì mình có thể nói là cái động mạch phổi nó bị to, thấy không? Nó to hay là nó bị giãn vân vân. Và trong cái bệnh lý mà chúng ta thường hay thấy cái đó, đó là trong những cái sân trái phải, như là thông liên nhĩ, thông liên thất, thấy không? Còn ống động mạch, cái đó chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ em cho lại cái hình chuẩn X-quang ấy, lúc nãy đó. Đó đó, cái hình đó. Bây giờ chúng ta cùng xem nha. Khi mà mình đếm các khoảng liên sườn á, nhiều khi đó là anh em có thể là đếm ngay từ từ đây, thấy không? 1, 2, 3, 4, 5, thấy không? Nhưng mà nếu như vậy là nó sai, tại vì cái cung sườn mà mình thấy nó nằm ở trên này này là nó như thế này, đúng chưa? Cái cung này là nó ở phía sau, nó gần cột sống. Cái cung này nó ở phía trước, thấy không? Thì thường thường ấy, những cái đoạn mà ở phía sau thường thường mình thấy nó rõ nét hơn ở phía trước, là tại vì cái cung sau á là nó, cái bề ngang của nó nhỏ nhưng mà nó dày. Trong khi đó những cái cung trước á thì bề ngang của nó đó rộng nhưng mà nó mỏng. Thì cái tia nó sẽ bị cản bởi cái gì dày hơn, có cái xương dày thì nó sẽ cản tia nhiều hơn. Cho nên vì vậy thường là mình thấy tất cả những cái này là cung sau hết, phải không? Nó là cung sau. Còn cái cung trước á là, mà cung sau thì nó nằm tương đối ngang, trong khi cung trước á là nó nằm chéo, phải không? Cung trước nó to bản là một, và đến khi mà nó đi ra đằng trước gần đến cái xương ức thì nó gắn vào xương ức bằng cái sụn, mà sụn thì thấu quen, nghĩa là không thấy được. Cho nên vì vậy các anh chị thấy là nó nằm đến đây, nó lơ lửng ở cái kiểu này, phải không? Đó, nó cứ đến đây thì các anh chị không thấy nữa, là tại vì nó là sồn, phải không? Cho nên ở đây tôi trở lại vấn đề này, nếu mà mình lấy cái này làm cái cung thứ nhất á,
thì không đúng, là tại vì đây nhé, đây là nó đi như này, đúng chưa? Thì con ánh trăng này thì sát, các chị thấy ở trên này á, sát với lại cái xương đòn, nó có một cái cung sườn nữa, thì cái này mới là cái số 1, đúng không? Cái này mới là cái số 1. Thì một ở trên này, tại vì ở đây phải nói là cái hình này nó hơi hụt mất, thấy không? Hơi hụt mất. Em cái tạng người này chữ chắc cũng khá đấy là, thấy không? Thì ở đây á, là mình thấy là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11 ở đây. Đây là cung sườn thứ 11, thấy không? 12 á, là nó nằm ở đây, nhưng mà 12 thì mình thấy nó lờ mờ là tại vì nó chồng lên cái bóng của cái gan rồi, thấy không? Thì như vậy, khi mà ở giữa là đây là cái cung sườn thứ 10 và cung sườn thứ 11, thì cái này là khoảng liên sườn thứ 10. Giữa 10 đến 11 là khoảng liên sườn thứ 10. Thì đứng về phương diện X-quang, người ta bảo là nếu mà khi mà mình chụp một cái hình mà mình thấy cái vòng hoành bên phải, ủa sao vậy em? Trở lại. Mình thấy cái vòng hoành bên phải nó nằm ở khoảng liên sườn thứ 9 trở xuống, có nghĩa là 9, 10, em đó. Thì là người bệnh nhân hít vô đủ sâu, và cái này là chắc chắn là hít vô đủ sâu rồi. Và khi mà chụp một cái hình tim phổi đó thì nên chụp như thế này. Tại vì nếu mà chụp một cái hình mà cái vòng hoành nó keo, nhất là trong cái thời kỳ thở ra, yeah, thì lúc đó cái bóng tim nó sẽ bị bè ra, đo không chính xác, và cái vùng đáy phổi nó sẽ không được thông khí tốt, và mình sẽ chẩn đoán lầm đó là có viêm, thấy không? Thì ở đây tôi trở lại cái vấn đề là đây là cung sườn thứ 10, phải không? Đây cung sườn thứ 10 này, đây cung sườn thứ 9 này, đây là cung sườn thứ 8. Thì giữa 8 với 9 là khoảng liên sườn thứ 8. Thì đây là cái động mạch phổi trung gian. Và anh đo cái bề ngang của cái đoạn này. Đó. Đây là động mạch phổi phải đấy. Đây là động mạch phổi trung gian. Thì anh đo cái khoảng này. Thì nếu mà ở người nam, thấy không? Ở người nam giới trên 15 hoặc người nữ trên 14 là đạn, thấy không? Nhưng mà cái này thì là nó không đạn. Ok. Nó có một cái điểm nữa cũng hay. Là người ta ứng dụng cho trẻ em. Tại sao vậy? Là tại trẻ em anh đâu có thể lấy cái chỉ số của người lớn được, anh đâu có dùng được chỉ số của người lớn, thấy không? Thì người ta làm như này. Đây là cái khí quản, anh đo cái bề ngang của cái khí khí quản, thấy không? À, đây là cái khí quản ha. Rồi. Đây là cái cung sườn thứ 9 này, đây là cung sườn thứ thứ 8. Thì tôi nói ở con nít nhé, thì người ta nghiên cứu, người ta nhận thấy là nó có một cái sự tương xứng giữa cái bề ngang của cung sườn thứ 8 với lại cái bóng của cái động mạch phổi trung gian. Nghĩa là hai cái đó là nó
bình thường là nó bằng nhau. Lát nữa mình sẽ có một cái chỗ mà để mà giải thích thêm cái chuyện đó. À, bây giờ em trở lại cái hình lúc nãy đi. Rồi. Đó, cái này thì xong rồi ha, qua đi. Bình thường khẩu kính động mạch phổi phải bằng khẩu kính khí quản ở ngang quai động mạch chủ. Đó. Thì lúc nãy đó là tôi có nói cái ý đó. Thấy không? Thì cái này đó là có thể ứng dụng cho người lớn. Có nghĩa là anh thấy bóng của cái khí quản mà ngang với cái quai động mạch chủ, thường thường nó là ngang với lại D4, ngang quai động mạch chủ là ngang với lại đốt sống ngực thứ tư. Thì anh đo cái bề ngang của cái khí quản, thấy không? Anh mới đo với lại cái khẩu kính của cái động mạch phổi trung gian. Thì người ta nhận thấy nó có một cái sự tương hợp, thấy không? Cho nên cái sự tương hợp đó anh không cần đo đạt chỉ số như là vừa rồi, thấy không? Cái này cũng là một cái điều cũng hay. Mình chỉ cần nhìn là mình biết là nó có giãn hay không giãn. Nếu mà bây giờ anh thấy được cái động mạch phổi đó nó lớn hơn là cái khẩu kính của cái khí quản ngang với lại cái quai động mạch chủ, thấy không? Anh phải đo ở ngang cái quai động mạch chủ. Thì lúc đó là nếu mà nó lớn hơn thì anh sẽ nói nó gấp rưỡi hoặc là thậm chí gấp đôi, thì anh nói là à như vậy là cái động mạch phổi nó có to thật. Còn ở trẻ em, bề ngang của động mạch phổi trung gian bằng bề ngang của khung sườn thứ 8 bên phải. Cái đó là cái ý mà tôi đã nói lúc nãy. Yeah. Cho nên như vậy, thứ nhất là ở người lớn là mình có chỉ số đàng hoàng. Yeah. Mình có thể đo theo kiểu chỉ số 15mm ở người nam, 14mm ở người nữ. Còn nếu mà không cần đo, lấy cái bề ngang của khí quản so với lại cái động mạch phổi, hay là nói là lấy động mạch phổi trung gian khẩu kính đo với lại cái bề ngang của cái khí quản ngang với lại cái quai động mạch chủ. Đó. Còn ở trẻ em thì lấy cái động mạch phổi trung gian đo với lại cái bề ngang của cái khung sườn thứ 8. Vậy thôi. Khi liên tiếp đây. À, nghĩa là đây là cái khẩu kính của cái động mạch phổi ở trung gian ở khoảng liên sườn thứ 8, được không? Còn cái này là cái bề ngang của cái động mạch của cái khung sườn. Nhưng mà cái này đó thì của người lớn cho nên mình không áp dụng cái ở con nít được, thấy không? Thì cái tiếp. Thường thường ấy, tôi không biết là các anh chị em khi mà đọc một cái phim X-quang, các anh chị em nói là động mạch phổi này nó to, các anh chị em dựa vào cái gì? Tôi nghĩ là một số anh em đó, chúng ta theo cái kiểu cảm tính, có nghĩa là chúng ta có xem một số hình, xong rồi chúng ta sẽ liên tưởng tới những cái hình mà đã xem để chúng ta nói là nó to hay không to. Thì nếu mà nói như vậy thì nó không có được khách quan. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho các anh chị.
Bây giờ như thế này nhá, lấy cái phổi bên phải nhá cho nó rõ ràng. Các anh chị chia cho tôi từ cái chỗ mà bờ trên của cái động mạch phổi nó đi vô trong phổi, các anh chị chia ba đoạn từ chỗ này. Ở cái vòng quanh các anh chị chia cho ba đoạn luôn. Các anh chị tưởng tượng nó giống như là những cái muối vậy đó, nó muối, muối trong, muối giữa và muối muối ngoài. Thì lẽ nhiên là nó cũng tương đối thôi, nhưng mà nó nghĩa là coi như là mình nói là muối hay là vùng cũng được, vùng trong, vùng giữa, vùng ngoài. Thì nếu mà ở 1/3 trong thì khẩu kính động mạch phổi ngay ở gốc không được vượt quá 20 ly. Nếu mà nó quá 20 ly bất kỳ chỗ nào, thấy không? Ngay cả ở chỗ này là cái chỗ mà gần, nghĩa là gần trung thất nhất. Tại vì cái này đó thì nếu mà lẽ nhiên là nó còn cái đoạn ở đây nữa, nhưng mà cái đoạn đây là sao mình thấy như lúc nãy mình nói rồi, thấy không? Cho nên mình chỉ lấy từ cái chỗ mà gọi là ngang cái chỗ vùng giữa trung thất với lại phổi thì nó không được vượt quá 20 ly. Chứ chưa nói gì đến cái chỗ động mạch phổi trung gian. Thấy không? Cái động mạch phổi trung gian có những cái trường hợp đến nghĩa là nó co, nghĩa là đến 30 ly chứ không phải luôn. Trong những trường hợp những cái sân trái phải, hoặc là trong những cái trường hợp mà những cái gọi là hội chứng Eisenmenger mà chúng ta sẽ nói sau. Rồi, ở cái vùng 1/3 giữa thì khẩu kính mạch máu không được vượt quá 5. Ở 1/3 ngoài, khẩu kính mạch máu không được vượt quá 1. Nếu mà các anh chị thấy cái mạch máu phổi nó ra đến gần đến cái chỗ bờ ngoài cùng rồi mà các anh chị còn thấy á, thấy không? Mà nhất là nó lại là trên 1 ly đó thì chắc chắn là nó có tăng tuần hoàn phổi đó. Tăng do cái gì mình sẽ bàn sau. Nhưng mà nó là tăng. Nó gọi là hypervascularization pulmonary hypervascularization. Tại vì thật ra con mắt của mình bình thường, trên người bình thường, ví dụ như một cái hình X quang chuẩn mà lúc đấy mình xem á, em cho lại đi. Cái hình đó là cái hình mà mình lấy nó để mà mình làm mốc rất là hay. Cho nên các anh chị coi em thấy không, nếu mà mình phân tích mình đi kỹ đó, nó có nhiều vấn đề mà mình cần học. Đây, ví dụ như là tôi tưởng tượng chút nha, tôi tưởng tượng với anh chị đây, đây từ đây đến đây ba này, chỗ này là ba này, rồi tôi sẽ có cái vùng 1/3 trong này, 1/3 giữa này và 1/3 ngoài. Thì thường thường đó là 1/3 ngoài cái mạch máu rất khó thấy. Nếu mà tôi lấy từ cái vùng ngoại biên tôi đi vô khoảng độ 2 phân thì thường tôi không thấy được mạch máu. Tôi không thấy được mạch máu chứ không phải là không có mạch máu. Phải không? Nó có nhưng mà mắt trên phim X quang không thấy được thôi. Còn cái mà người ta nghiên cứu người ta đưa ra đó là anh không thể thấy được. Anh vẫn có thể thấy được nó ở trong 1/3 ngoài, ở cái chỗ vùng một, ở chỗ vùng 1/3 ngoài, nhưng mà nó không thể lớn hơn 1 ly. Rồi, lại trở lại.
bằng chứng là mình thấy được cái động mạch chủ có bắt thuốc và ở trong tim cũng có thuốc, thấy không? Nhưng mà các anh chị thấy không, ở đây để một cái bằng chứng cho mình thấy rằng mặc dù là có chiếc thuốc nhưng mà các vùng tim đâu có thấy như là trên siêu âm đâu, phải không? Cũng không thấy như là trên cộng hưởng từ. Cho nên cái giá trị của cái CT á, để mà coi cái tim á, là nó dở, phải nói thực sự như vậy. Cho nên người ta đánh giá số 1 là siêu âm. Siêu âm là số 1 trong cái vấn đề đánh giá những cái gì ở trong những cái buồng tim, van tim. Còn kế tiếp ấy, cái số 2 là cộng hưởng từ, thấy không? Nhưng mà CT ấy, thì là nó lại mạnh về cái động mạch vành, thấy không? Ở đây ấy, là khi mà mình cắt ngang thì mình thấy được cái gì? Anh thấy được một cái cấu trúc tròn màu trắng và một cái cấu trúc tròn màu đen và nó có một cái đường viền trắng. Thì cái này là động mạch và phế quản, động mạch và phế quản. Và hôm trước tôi có nói và tôi cũng có giải thích sơ cho các anh chị, thấy không? Là luôn luôn là động mạch, cái khẩu kính nó lớn hơn phế quản một chút và cái tỷ lệ đó là 1:1:2. Người tại vì có khi nó bằng nhưng mà thường là nó là 1:2. Cho nên các anh chị nhớ dùm, có một câu test là hỏi như vậy đó, thấy không? Nhớ dùm đó là 1:2. Có nghĩa là cái động mạch phổi nó thường nó lớn hơn, thấy không? Mà mình thấy được cái hình này đó, cái hình này người ta gọi là cái hình mắt chột, mắt chột hay là cái hình có khi người ta gọi là hình ống nhòm. Nhưng mà theo tôi á thì là giống như bây giờ tưởng tượng như này đi, ví dụ như là cái kính mà cái người đó đeo đi, thí dụ như vậy, thì cái kính là cái kính mát, thấy không? Nó đục thấy không? Đi ra ngoài nắng để nó bớt chói mắt thì tự nhiên đó là nó xúc một mắt kính, thấy không? Thì nó chống, thấy không? Còn cái kia thì nó còn cái chậm, thấy không? Thì cái mà còn chậm á, thấy không? Đó là thí dụ như là cái động mạch, còn cái mà bị mất chậm á, nó như là cái phế quản. Và cái dấu hiệu này đó là mình sẽ sử dụng nó trên cái hình, trên cái hình X-quang quy ước. Thế thì cái tiếp, bây giờ tôi xin nói về cái tĩnh mạch bình thường ấy nhé. Thì ở đây người ta cho chúng ta thấy được cái nhĩ, nghĩa là cái buồng của cái nhĩ trái mà nhìn từ mặt sau nhé. Các anh chị nhớ là mình nhìn từ mặt sau của quả tim. Và cái hình này đó là cái CT mà họ tái tạo 3 chiều. Thì nó có 4 cái tĩnh mạch, 2 cái ở trên và 2 cái ở dưới. Thì ai cũng biết rồi, thông thường có 4 tĩnh mạch đổ vào nhĩ trái, 2 tĩnh mạch phổi chạy thẳng đứng và nằm ở phía ngoài động mạch phổi của phía trên. Còn ngược lại, 2 tĩnh mạch phổi ở dưới đó, nó chạy ngang và nó bắt chéo động mạch phổi ở hai đáy. Tiếp tiếp. Đây là hình vẽ